Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video cùng Sài Gòn Camera. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi tham quan một cái khu dự án mà đất nó rẻ như cho. Nhà người ta xây lên rồi để như vậy, nhưng mà mình nghĩ tương lai còn rẻ nữa. Tại vì bây giờ từ thành thị cho tới nông thôn, từ thành phố cho tới tỉnh lẻ, vùng ven, đâu đâu người ta cũng phân lô bán nền, xây nhà để bán. Và cái nguồn cung ra thị trường coi như nó quá, nó vượt cái nhu cầu của người dân, cho nên nó sinh ra những cái khu đô thị như thế này. Rồi, trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trước mặt quý vị và các bạn đây là một vài hình ảnh người ta, đây là cái đầu tư bất động sản đó quý vị các bạn. Những cái người mà có tiền á, người ta có một cái lượng tiền rất lớn, và người ta coi như là ôm nhà ôm đất, và người ta chi phối cái thị trường bất động sản rất nhiều luôn, rất nhiều. Hầu như tất cả các dự án, những người có tiền người ta chi phối rất nhiều, người ta ôm hết, những cái chủ đầu tư làm ra bao nhiêu người ta ôm để người ta kinh doanh, người ta bán kiếm lời, người ta cho thuê. Nhưng thực ra không đi sâu vào vấn đề, tại vì cái nhu cầu thực của người dân nó chỉ cũng ở mức độ vừa phải, và so với cái thu nhập của người dân thì nó không quá cao để đáp ứng được các cái khu đô thị mở ra ồ ạt trên khắp các cái tỉnh thành như thế này quý vị và các bạn. Và đây là một trong những cái khu đô thị ngay trung tâm thị trấn luôn quý vị này, ngay trung tâm thị trấn. Mà cư dân thì cũng có rồi, cư dân cũng có rồi, mà khi mà làm dự án á, thì nó sinh ra những cái nhà như thế này quý vị và các bạn. Đây, có những cái dãy nhà rất là đẹp luôn, những cái trục đường chính học, dạng như nhà liền kề mà dạng như shop house đó. Bây giờ người ta xây lên, người ta để phần thô gần như cũng hoàn thiện rồi này. Đó, nghĩa là phần khung á, mình nói phần khung bê tông cốt thép, phần khung, và người ta xây ngăn ra giữa nhà này và nhà kia thì cũng ok rồi đây này quý vị các bạn này. Cái này là coi như là đi tới 1/2/3 này, 2/3 chặng đường này. Xây tường khối bê tông cốt thép, cột sàn đầy đủ hết trơn rồi, bây giờ chỉ việc hoàn thiện tô trát lại, gắn cửa, ốp lát gạch, điện nước, rồi sơn phết là coi như là đi vô ở được rồi. Nhưng mà những cái dãy nhà nó như thế này ngay giữa trung tâm thị trấn, thực sự đây là một điều khá nhức nhối quý vị các bạn. Và như mình đã nói đó, một cái số đại gia người ta sở hữu rất là nhiều bất động sản, từ dự án lớn có, dự án nhỏ có, và cuối cùng cái thị trường nó trầm lắng, nó suy sụp, nó đóng băng, thì nó để lại những cái sản phẩm như thế này. Nhiều người mơ ước có được một cái ngôi nhà, thấy không, một cái ngôi nhà bình thường thôi, một cái căn nhà cấp 4 thôi, miếng đất chừng 40-50 m², xây một cái nhà mái tôn đóng trần là người ta có thể ở được rồi. Và cái nhu cầu đó rất nhiều, người dân cái số lượng như vậy đó rất là nhiều luôn, và ở đâu cũng có, ngay cả ở Sài Gòn cũng vậy thôi. Người ta có cũng mong muốn có một miếng đất, người ta cắm dùi mà làm cái nhà rất đơn giản thôi, người ta ở không cần phải nhà lầu sang trọng gì cả, và đường xá thì coi như là hai xe tránh nhau là được rồi, không cần phải nhiều, vỉa hè vừa phải đó. Cho nên là những cái nhu cầu thực như vậy thì rất là lớn, trong khi những cái sản phẩm đưa ra thị trường thì không có, mà toàn là hoành tráng không quý vị bạn, toàn hoành tráng không đó, nhà 2-3 lầu, đường rộng thanh thang, vỉa hè đầy đủ, trong khi đó thì không có cư dân. Cái điều cốt lõi nhất là các cái dự án là phải cần người dân, người ta về sinh sống, nhưng mà không có. Hầu như tất cả các quận huyện, như mình đã nói, tỉnh thành, vùng ven có, nội thành có, nó lặp đi lặp lại như vậy quý vị bạn. Và trong những cái năm mà bất động sản nó sôi động, nó nóng, người ta ôm tiền người ta đi mua, từ Sài Gòn chạy lên tới Bình Dương, về Đồng Nai, đi Bà Rịa Vũng Tàu, về Long An, thậm chí ra cả miền Trung, miền Tây,
để người ta đầu tư. Nó nghĩa là hôm nay thì miền Đông, ngày mai thì miền Tây, ngày mốt thì coi như là các cái vùng ven. Đó, người ta đi tất cả các cái dự án, người ta chọn những vị trí đẹp. Đó, quý vị chưa thấy trước mặt không? Phố ẩm thực. Nghĩa là mình nghĩ không phải là phố ẩm thực đâu, người ta làm cái nhà lên. Nhưng mà giữa chừng đó, người ta vì một cái lý do nào đó không, người ta không đầu tư nữa. Có thể người ta thấy tiềm năng chưa có tương xứng cho nên người ta không đầu tư. Và ở đây người ta thuê, người ta làm bán cái phố ẩm thực. Đó, nhưng mà chắc cũng khách khứa không có, sao mà người ta lại ngừng. Đó, như vậy thôi. Cho đây khu vực này cũng có một vài khu cư dân rồi, người ta vẫn ở rồi quý vị, rải rác người ta vẫn ở, mặc dù là đất trống, nhà trống vẫn còn. Nhưng mà như mình đã nói đó, ví dụ cư dân địa phương thì người ta ít ăn nhậu lắm quý vị, tại vì khi người ta đi làm về rồi á, người ta về nhà để người ta cơm nước với gia đình đó. Còn ăn nhậu thường thường là người ta có những khách vãng lai, khi người ta tiếp khách không, khi người ta có một cái công chuyện nào đó thì người ta bàn bạc công việc gì đó, người ta ra người ta nhậu. Còn thực ra những cái khu vùng ven như thế này, khi người ta về nhà thì người ta ít ra quán đó. Tại vì sao? Tại vì mình cũng có đi một vài cái tỉnh tỉnh thành, những cái khu vùng ven của Sài Gòn, thì nghĩa là những cái đô khu đô thị vệ tinh đó, các tỉnh đó, thì chừng khoảng 7-8 giờ tối là coi như người ta đóng cửa rồi, không? Và cái đường phố nó vắng rồi, cái chủ yếu là những cái trục đường chính thôi, người ta đi làm về hoặc là những cái khách vãng lai người ta trên đường người ta chạy thôi, còn đi vào trực tiếp vào những khu dân cư thì rất là vắng. Thì không biết là những cái khu khác như thế nào, khu vực này như thế nào, nhưng mà mình thấy đa số nghĩa là ngoài đường khoảng 7-8 giờ tối là vắng rồi, vắng. Cho nên là những khu này mở ra ẩm thực ăn nhậu thì hơi bị khó. Ví dụ lâu lâu có một cái dịp lễ gì nào đó ha, hoặc là một cái dịp gì đó mở ra một cái trung tâm, rồi thì coi như là trong vòng 10 ngày một tuần gì đó làm một cái lễ hội gì đó thì may ra thu hút được cái cư dân ở địa phương. Còn mà thường xuyên liên tục thì rất là khó. Đó, còn đây là những cái lô đất mà quý vị người ta chào bán khá rẻ luôn. Mình rẻ đây thì so với Sài Gòn thôi, chứ mà ở những khu vực này thì cũng không không phải là rẻ đâu quý vị. Tại vì hiện tại đây người ta chào bán 1 m² như vậy là khoảng 10 cho tới 11 triệu mét vuông. Ví dụ như một lô đất mà 90 mét vuông thì người ta chào bán khoảng trên 1 tỷ chút xíu. Nó 1 tỷ mấy chục triệu chẳng hạn. Nghĩa là bình quân khoảng 11 triệu mét vuông cho tới 13 triệu một mét vuông. Đó, nghĩa là thực ra nếu mà người ta vừa tiền đất nè, vừa chuyển mục đích sử dụng này, vừa quy hoạch đường xá này, vừa làm công viên, vừa làm cây xanh, không, vừa làm đường, vỉa hè, các công trình công cộng đó, thì trên dưới 10 triệu là mình thấy là cũng không có gì nó quá đi ha quý vị các bạn, không gì quá, nghĩa là cái chi phí nó cũng xem như vậy rồi. Nó tại vì cái quỹ đất mà dành cho giao thông đường xá đó ha, rồi quỹ đất dành cho công cộng ha, cũng cộng lại chia vào những cái mét vuông, cái giá thành mét vuông của những cái lô đất người ta bán cho cư dân. Đó, cho nên một cái mét vuông mà trên dưới 10 triệu thì mình thấy cũng không có quá. Nó có thể cái nguồn gốc đất ở đây ngày xưa người ta mua có thể vài 300 ngàn một mét vuông như vậy, nhưng mà người ta để dành lại những cái quỹ đất để làm các cái công trình công cộng đó, và các cái chi phí ví dụ như đường xá, cây xanh, vỉa hè, trường học, bệnh viện rồi này kia không, trung tâm thương mại, người ta cộng vào cái giá thành để chia ra một mét mét, mét vuông đất thổ cư bán cho người dân đó. Thì ở đây là ngay cái trung tâm, quý vị và các bạn biết ở đâu, ngay trung tâm thị trấn Bầu Bàng, coi như là Lai Uyên, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, một trong những cái khu người ta quy hoạch để đón đầu khu công nghiệp Bầu Bàng xung quanh đây, Mỹ Phước, Bầu Bàng rồi này kia không. Nghĩa là ngày xưa nói tới Bầu Bàng là dân Sài Gòn biết rất là nhiều, tại vì ở trên đây người ta khi mà mở khu công nghiệp ra thì người ta quy hoạch dân cư, và người ta cứ nghĩ là công nhân trong thì sẽ có cái quỹ đất
sẽ có làm ăn ngon, sẽ có buôn bán ngon, sẽ có coi như là kinh doanh bất động sản ngon. Cho nên là cứ ở Sài Gòn là đi về các cái hướng Bình Dương, đi về hướng Bình Dương. Ví dụ như đi về thành phố mới này, rồi đi về Bầu Bàng này, rồi đi về Mỹ Phước Tân Vạn này, rất là nhiều, hầu như đi lên cái hướng này không. Và đất đai ngày xưa người ta quy hoạch ra cả 5-30 rồi 10-30 rồi này kia, bán một lô vài trăm triệu ngày xưa mình nhớ một lô có vài trăm triệu nhất là cái khu Mỹ Phước 5-15 người ta bán 200 mấy chục triệu. Đó, cho nên là dân Sài Gòn ồ ạt lên trên đây để mà đầu tư. Đó, nói chung ở khu vực này dân Sài Gòn đầu tư gần hết dưới đây rồi quý vị và các bạn. À, cho nên là với thị trường nó trầm lắng như thế này, cho nên bây giờ những cái khu dân cư nó vẫn nó hoang vắng, nó hoang vắng. Còn ví dụ như cư dân địa phương thì người ta ra đây người ta đã làm nhà, người ta ở rồi quý vị các bạn này. Công nhân nào người ta cắm dùi ở đây thì người ta cũng ở đây, một là thuê phòng trọ, hai người ta có điều kiện thì người ta mua miếng đất người ta làm nhà rồi. Đó, còn đa số những cái miếng đất còn lại là của những nhà đầu tư. Đó, cho nên là mình nói rồi hầu như là tất cả mình đi vào cái chủ đề này lý do là mình thấy các cái dự án của quý vị các bạn nhà cửa đất đai nó nhiều quá. Đó, mình muốn quay để quý vị các bạn cùng tham khảo. Đó, biết đâu sau này các bạn có thể thành một cái nhà đầu tư bất động sản, có những cái phương án để quý vị và các bạn suy nghĩ. Và như mình đã nói, mấy hôm nay mình đọc báo chí cũng nhiều, người ta phản ánh là có một số thông tin quý vị và bạn, có một số tỉnh thành nghĩa là khuyến khích đẻ đủ hai con dưới 35 tuổi thì sẽ được thưởng tiền, rồi coi như là ưu tiên chuyện này chuyện kia. Nhưng mà thực ra đó cũng có một vài tỉnh đã áp dụng, còn một số tỉnh thì chưa nghe quý vị và các bạn, mặc dù là người ta cũng có cái hướng như vậy mà chưa áp dụng. Nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa áp dụng cái đó, mặc dù là cái tỷ lệ người ta sinh rất là thấp. Đó, cho nên ngày xưa có nhiều anh nói là đất không đẻ, người thì đẻ mà đất không đẻ. Đó, bây giờ đất nó ra nhiều quá rồi quý vị, đẻ không kịp để ở. Đó, thực sự mình nói vui như vậy thôi, nhưng mà nghĩa là mấy năm thôi mà cái thị trường bất động sản nó đưa ra hàng ngàn cái sản phẩm như thế này quý vị các bạn. Đó, bây giờ là những cái giai đoạn là cái giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn khủng hoảng về nhà đất. Đó thì tương lai nó sẽ như thế nào thì chưa biết được quý vị, chưa biết được tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà ví dụ như sau này đất đai nó rẻ, nó trở về cái giá với thị trường thật của nó, thì với cái mức mà có thể cái người thu nhập trung bình người ta có thể sở hữu được, thì may ra mới giải quyết hết những cái nhà đất tồn kho giống như thế này đấy quý vị này. Đó, cột nó đổ lên rồi, sắt thép để rồi, thậm chí bê tông mà lâu ngày quá đó nó cũng rong rêu rồi, nó phủ nó đen thui lùi đó quý vị các bạn. Trên đầu cột còn dính những cái miếng cốt pha nên người ta không thèm gỡ luôn rồi. Nghĩa là người ta định đóng các cái sàn cái dầm ấy quý vị các bạn, nên người ta để luôn, người ta bỏ chạy luôn, người ta tháo luôn. Đó, còn đây là những cái khu coi như chung cư đây quý vị, khu chung cư cũng có thể là dành cho những người có thu nhập thấp tái định cư, như vậy mà có người ở đó quý vị. Đó, chứ không phải là không, tại vì sao, cái giá nó phù hợp. Đó, ví dụ vài 300 triệu một cái căn hộ như vậy là người ta có thể người ta ở được, người ta không cần phải rộng rãi, không cần phải nhà lầu, không cần phải cao tầng, không cần phải rộng rãi. Đó, người ta chỉ cần ví dụ cái thu nhập người ta chừng đó, người ta kiếm một chỗ để người ta ở là được rồi. Đó, cho nên là những cái khu chung cư nhiều lúc như vậy mà lại có người ở. Còn đất đai quý vị thấy không, còn nhiều vô số kể luôn. Và như mình đã nói đây là một cái số lượng những cái nhà đầu tư người ta ôm đất. Đó, bây giờ cũng cái giai đoạn vừa rồi thì cũng nhiều anh sống dở chết dở, và mình cũng có một vài cái video mình nói là bây giờ những cái đại gia ôm đất ôm nhà bây giờ chạy ăn từng bữa, mà có thật đó quý vị, không phải là không có đâu. Tại vì sao? Tại vì sổ đỏ thì bây giờ để trong nhà nó đâu có ăn được đâu, nó phải bán ra lấy tiền mới mua gạo được chứ, mà giờ bán không được thì lấy tiền đâu mua gạo, đúng không? Rồi cái thứ hai là đi vay các cái loại lãi suất ngân hàng, bây giờ e cổ ra đóng lãi hàng tháng chịu không nổi,
trong khi cái công ăn việc làm gặp rất nhiều khó khăn. Không phải như những năm trước gặp đâu cũng có thể làm ra tiền được, bây giờ khác hoàn toàn rồi. Công việc ngày càng ít lại. Và ai cũng khó khăn, ai cũng lao vào để kiếm công việc, ai lao vào để kiếm tiền, để chi phí. Cho nên là rất là khó. Đó, ví dụ như giờ mình nói như thế này thôi, các bạn sinh ra sau khi học xong phổ thông 4 năm đại học, nghĩa là cái lứa tuổi khoảng từ 22 cho tới 24 là quý vị và bạn có thể tự lập, tự đi kiếm tiền để nuôi bản thân cũng như phụ giúp gia đình. Đó, thì bây giờ ai cũng lao vào để kiếm tiền cả. Cho nên cái việc kiếm tiền là một cái việc khó khăn nhất trong tất cả các công việc. Đó, nghĩa là mọi tầng lớp ai cũng muốn kiếm tiền. Đó, ai cũng muốn kiếm đồng vô đồng ra, ai cũng kiếm có một ngày bao nhiêu tiền để chi phí. Đó, từ ăn ở, thuốc men, bệnh viện, học hành con cái đồ này kia, học nhà cửa. Cho nên cái việc kiếm tiền là một cái việc rất khó khăn. Và cái thời kỳ bất động sản nó sôi động á, thì người ta kiếm tiền rất dễ. Nghĩa là người ta mua đi bán lại sang tay là có vài trăm triệu rồi. Có thể trong một tuần, một tháng, một năm gì đó người ta kiếm hàng tỷ. Đó, và đây là cái hậu quả của nó. Hậu quả của nó là bây giờ tất cả các đô thị, các khu dự án hình thành lên, bây giờ đất đai bỏ trống, nhà cửa để xuống cấp, chỗ nào cũng treo bảng cho thuê. Thậm chí có những cái căn nhà như quý vị và các bạn đã coi những cái video trước đây, người ta bỏ luôn, hoang phế luôn, xuống cấp luôn, rong rêu mọc đầy, cửa không thèm ấy luôn, ve chai thì vô lượng, ví dụ như vậy. Đó, cho nên là mình thấy một cái trong những năm gần đây bất động sản là rất là điêu đứng. Hy vọng trong những năm tới, nhất là năm 2024, sẽ thị trường bất động sản sẽ được hồi sinh. Đó, và tất cả những cái dự án sẽ được đưa vào khai thác sử dụng, tất cả những căn nhà có thể cho thuê, cho mướn, cho người coi như là người ta ở để mà phục hồi lại và cái thị trường bất động sản sôi động trở lại. Đó là điều mong muốn nhất của Sài Gòn Camera. Đó, hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Sài Gòn Camera chia sẻ một vài cái suy nghĩ và đi thăm một cái khu dự án ở thị trấn Lai Uyên, Bầu Bàng, Bình Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.